Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Em Toàn xin gửi một lời chúc buổi tối vui vẻ đến tất cả mọi người. Hôm nay em Toàn lại có một sản phẩm của hàng của Sachima đây. Một em bình bách hoa, nhưng mà một em bình bách hoa đen. Em bình này rất là độc luôn mọi người ạ. Đấy, một em dáng bình rất là ok, em thấy là đẹp, độc lạ, rất ít khi gặp. Hôm nay em sưu tầm được nên là em sẽ lên video quay cho các bác xem. Nếu mà có anh chị cô chú nào ưng ý thì là mua giao lưu ủng hộ em Toàn nhá. Đấy, đây là một em bình rất là ok luôn. Ở hai bên này này nó có đầu con của con lân đúng không người nhé, đầu con lân vào có một cái vòng đây rất là đẹp, nó là điểm nhấn của chiếc bình. Đấy, bên này cũng thế. Đây các bác xem, cũng và có con lân. Tình trạng bình lành tít nhá mọi người nhé. Đấy, mọi người nghe thấy chưa? Rất là ok, men dạn. Nung ở nhiệt độ cao rất là búng, rất là bong bong luôn. Tiếng rất là hay. Mọi người ơi, chiều cao của em bình này lên đến là 67 nhá mọi người nhé. Chiều cao 67, rất là ok luôn. Em đo miệng nó ra một chút. Miệng của nó là 21,5 nhé mọi người nhé. Miệng 21,5, chiều cao là 67. Em xin phép là em đo vòng bụng của em bình này, xem mà vòng bụng của em bình này bao nhiêu. Em bình này là dáng là rất là đẹp luôn mọi người ạ. Em xin phép là em đo vòng bụng đó. Vòng bụng của nó là lên đến là 90 nhé mọi người nhé. Đây em xoay lại mọi người xem. Đây, vòng bụng là 90. Vòng bụng 90, rất là ok luôn. Đấy, bây giờ em sẽ cho các bác xem, em sẽ kéo nó sát lại, em sẽ quay họa tiết cho các bác xem nhé. Lát nữa em sẽ cho các bác xem mấy chuyện. Đấy, đây ở mọi người này, ở trên cái cổ, viền cổ này nhé mọi người nhé, là vẽ vàng này. Đấy, rất là ok luôn, vẽ vàng vòng quanh cổ luôn. Như kiểu là một vị đại gia đeo vàng đấy mọi người. Đấy, đây là đây cũng thế, đây là những cái điểm này là chấm vàng nhé mọi người nhé. Và những cái vẽ hoa này là toàn bộ là vẽ hoa nổi khối hết lên nhé mọi người nhé, rất là đẹp luôn, sờ là nó ráp lên nhé mọi người. Toàn bộ những cái chỗ này là vẽ vàng hết mọi người nhé. Đây cũng là vẽ vàng này, còn hoa này là cũng vẽ vàng này. Đấy, ở đây là có hai bức tranh nhỏ. Tùng ở dưới có một ngôi chùa, có một cái lán và cây tùng này, đây là hoa mẫu đơn này. Rất là ok luôn. Đây em quay lại bức tranh to của nó này. Bức tranh to đây là hoa mẫu đơn này mọi người. Đấy, đây là chùa, rất là đẹp luôn. Đấy, mọi người nghe tiếng chưa, bóng bong ở trên cổ này. Trên cổ này nó cũng điểm. Đấy, bây giờ em sẽ quay lại, quay cho quý anh chị cô bác xem nhé. Chỗ này là nó bị hơi bị chảy một tí nhá mọi người nhé, nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì cả mọi người, chỉ có một chút này thôi. Bình lâu đời hơn 100 năm tuổi rồi thì để một chút lỗi nho nhỏ thế thì em nghĩ là tạm chấp nhận được mọi người. Đấy, mọi người nhìn những cái hoa này rất là đẹp luôn, bách hoa rất là nhiều luôn. Các bác thấy ok chưa? Quý anh chị nào xem video của em ưng ý chiếc bình này thì quý anh chị cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Đấy, mọi người thấy chưa? Rất ok luôn. Đấy, bây giờ em cũng không để cho các bác đợi lâu nữa. Em ngay lập tức em sẽ cho các bác xem cái chuyện của nó. Đây mọi người, chuyện ok chưa? Ồ, đợi em một tí nhá, nó nặng quá, cái bình này nó nặng quá mọi người. Đấy, đây mọi người xem chuyện nó này, chuyện này nhau với cái chôn đế nó là men dạn theo thời gian. Đấy, nó đổ xuống cốt rất là đẹp luôn, cái này em thấy là quá là ok luôn các bác ạ. Còn chần chừ gì mà không liên hệ với em để sưu tầm về. Bình này rất là nặng luôn mọi người. Đấy,
Đấy là cái chuyện đó nhé mọi người nhé. Đây em cho các bác xem này. Đấy, cái miệng bình của nó này, miệng bình nó có vẽ vào trong này một chút như này. Đấy, các bác thấy ok chưa? Quá là ok luôn. Đây, em quay chỗ cái đầu lân này cho các bác xem này. Đấy. Rất là ok luôn. Đầu bên này nữa. Đấy, các bác thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Đầu này em nghĩ là người ta ngày trước người ta làm, người ta nặn cái bình này xong người ta mới đắp cái này mọi người. Chứ cái này nó không phải là liền khối, nhưng mà nó cũng không thể bong được ra đâu mọi người nhé. Mọi người cứ yên tâm này, em đánh này mà nó cũng không bong được ra thì nó rất là khó bong luôn. Đấy, mà nếu mà nó đã bong thì nó bong rồi mọi người. Nó hơn 100 năm nay thì nếu mà nó bong thì nó bong rất là lâu rồi. Như bình này thì không thể bong được nữa. Bình này em thấy quá là ok luôn. Để cho các bác xem dưới. Đấy, đẹp chưa? Rất là đẹp luôn. Đấy, em xin phép em đẩy xa ra một chút nữa để em quay một vòng nữa tổng thể của chiếc bình này. Xong rồi em xin phép em kết thúc video. Đấy, đây là tổng thể của chiếc bình đây mọi người nhé. Em quay lại một lần cho quý anh chị và các bác xem. Thôi, em xin phép tất cả mọi người là em xin phép em kết thúc video ở đây đây mọi người. Mọi người cho em toàn gửi lời chúc và lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người đã và đang xem video của em toàn. Chúc mọi người có một sức khỏe thật tốt và sưu tầm được thật nhiều những món hàng mình ưng ý. Em xin phép được nhắc lại quý anh chị nào mà ai muốn mua thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668. Em xin chào tất cả mọi người nhé.